Một bạn chim ở ngoài tự nhiên các bạn ạ. Thế là bạn ấy tự dưng lại vào nhà mình ấy, kiểu như là chắc thấy những con kia cũng có mồi ăn ấy, thế là bạn ấy về nhà mình. Thế là cứ há mồm nó ăn. Đây chim non này các bạn này. Mình vừa cho một con dế khá nhỏ rồi, thế nhưng bây giờ thì thấy bạn ấy nhốt được thì mình cho một con nó to hơn. Không biết là hiểu là tại sao, chắc là chim non ấy, mình nghĩ là chim non thôi thì nó mới hiền như vậy. Mình cầm ở trên tay nó còn há mồm cơ mà. Đấy, ăn đi em. Ăn đi rồi đi tìm chỗ ngủ không tối mất rồi. Này. Ăn em đi. Nhanh lên không tối mất rồi, tối mất rồi. Tối mất rồi mà không tìm được chỗ ngủ là nguy hiểm lắm đấy. Này. 100% là một chú chim tự nhiên các bạn nhé. Mình không nuôi bạn này. Chim của mình, nếu là chim của mình cơ là có hoàn toàn là có khuyên hết. Đây không có khuyên đâu các bạn. Mình chim của mình là mình đánh dấu bằng khuyên chân đấy. Rồi chắc là một con dế này nữa là bạn ý đã sẽ lo rồi. Ối ối rơi mất rồi em ơi. Hói rơi mất rồi. Chứng tỏ là chim non vẫn chưa có bản năng này các bạn này. Đây con dế đây. Mình đang nhổ cỏ ngoài vườn ấy, thấy Linh bảo là con chim nó bay vào nhà mình. Thì là Linh bắt được đưa cho bố, cầm được luôn. Này đây anh gài vào vào đây nhá, anh gài vào vào cái gai này nhá. Rồi em tự rỉa nhá. Đấy. Nhanh ôi. Ôi, chim non vất vả thật, chim non nó dại lắm. Này. Rồi, khéo rơi nhá. Rơi là mất ăn đấy, rơi là con khác là cướp mất đấy nhá. Rồi bây giờ mình cứ để cho bạn ấy cứ thoải mái rồi ăn xong rồi bạn ấy đi tìm chỗ ngủ. Nếu như mà còn có duyên nữa thì lại về đây. Anh cho ăn nhá. Mình tính rồi các bạn, mình cũng không lỡ lòng nào để bạn đấy ở ngoài ấy. Mình cũng đang tiện đang thừa một cái lồng ấy, thì mình tạm thời là cho bạn đấy tá túc ở gia đình nhà mình một hôm bằng một chiếc lồng. Thì nếu mà ngày mai bạn ấy đói thì mình lại cho bạn ấy ăn. Thì nhưng mà đấy, khi mà ăn no rồi cái là bạn ấy có sức khỏe ngay. Linh vừa đấy bắt được ở đâu? Không, nó thấy nó bay từ cái hồng kia, chim kia nó gọi. Ồ thế à, giờ ăn xong rồi là lo mất rồi, không bắt được đâu. Mình tưởng mình bắt được cơ thì mình cũng đang thừa một cái lồng mà. Cũng đang thừa một cái lồng là để cho bạn ấy ngủ nhờ. Rồi sợ đêm nay, dự báo thời tiết đêm nay là mưa to mà. Với cái sức khỏe như này thì không biết là có trụ được không. Mình nghĩ là chắc là trụ được, bởi vì là nếu như có duyên mà mình bắt được bạn ấy vào trong cái lồng của mình ấy, thì ngày mai mình sẽ thả ra. Đấy, thế nhưng mà mình nghĩ rằng là chắc là ăn no rồi, là khỏe như này rồi là mình bắt không được là thôi. Thế tối liệu tìm chỗ ngủ nhá. Để anh bắt tặng cho một con nữa. Đây, một con dế nữa này. Ơ, lại còn ngủ ở đấy á. Ngủ đấy là không an toàn đâu, ngủ hôm đấy mưa đấy. Này, anh cho một con nữa này. Sợ gì. Về với anh là chỗ này là an toàn rồi đấy. Này, ăn đi. Ăn nốt đi cho khỏe nhá. Rồi. Đấy, cầm được con nữa đi rồi các bạn này. Rồi, như vậy là mình cũng yên tâm rồi. Được, chính thức là được 4 con dế rồi. Như thế là quá khỏe rồi. Một lúc sau, chỉ tầm 10-15 phút sau là bạn ấy nếu mà đói quá mà do đói mà yếu thì 15 phút sau là khỏe ngay. Còn nếu như mà bạn ấy bệnh tật gì thì đã không ăn được tận 4 con dế cơ. Rồi ok, chắc là bản năng của nó sống được đến cái giây phút này thì mình cũng không có gì là lo lắng cả. Bởi vì là ở ngoài tự nhiên thì đã giúp bạn ấy có một chút bản năng rồi. Thế là hôm qua mình cũng cố gắng là bắt được em nó vào trong lồng các bạn. Vì hôm qua giông gió quá thì là mình cũng thấy được cái thời tiết là như vậy đấy. Thì là hôm nay sáng sớm ngày ra là đã phải thả luôn ra các bạn này. Để em nó đi kiếm mồi. Thật là vô lý các bạn nhỉ. Chim sao lại lành thế nhỉ. Này bay ra đi. Bay ra đi kiếm mồi đi. Đấy nhá. Thế là an toàn hôm qua rồi đấy nhá. Rồi đi ra đi. Đi về với tự do đi. Ôn lại này. Không đi à? Bay ra đi. Đi. Rồi. Bay đi rồi các bạn. Thôi. Như vậy là một cái điều hạnh phúc nho nhỏ mình cũng đã làm được cho một chú chim ở ngoài tự nhiên. Tự dưng lại về nhà mình. Chơi xong lại được ăn, lại giờ lại được đi.
Mình chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Vậy là vầy vò một chút xíu mà đã được một chú cá sộp này. Đây là chú cá sộp các bạn này. À, chú cá sộp này thì sau đó sẽ dán lên là cho mèo. Đấy. Vì là mình ui giời ơi. Con này nó phải được 5 lạng đấy. À xa, to thế. Ấy giời. Đấy, còn thì con cá rô phi này cũng dán cho mèo. Còn con cá diếc này. Đây là con diếc. À, con cá chim này các bạn này. Đây con cá chim này. Đấy, hay là cái con cá mà ngày xưa mình thả nhỉ, bằng cái tỉ tỉ ti giờ lớn thế này nhỉ. Không biết có phải không. Cứ đón mò là như vậy. Ui giời. Đấy. Thế là vài vò một chút xíu là mèo cũng có cái ăn mà người cũng có cái ăn luôn. Quê mình đang chuẩn bị vào vụ cấy rồi các bạn ạ. Những cái chú cò đang bắt đầu về đây tìm một thức ăn này. À, khi mà người ta dập cho nó nhừ gốc dạ lên như này thì là cua lập tức ở phía ngoài kia có bao nhiêu nó đi vào hết vào rìa này. Đấy, nhưng mà thôi cũng không có thời gian bắt cua nữa. Vì là vừa lấy tranh thủ được vài con thôi. Nhưng mà thời gian giờ không còn nhiều nữa các bạn ạ. Mình bắt được một con sộp. Bác đi cày bắt được một con sộp. Đấy. Ở về kia vẫn còn lúc rúc mấy con nữa này. Nhưng mà thôi, rửa ráy chân tay rồi không có vầy nữa. Giờ đi là mình đi vào việc khác thôi. Kiểu ơi, ra đây, đi chơi. Ra đây, đi ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây chơi để tí nữa còn tắm. Đi. Hả, à, nào, ướng đi, ướng đi. Ướng đi. Đấy, đi nha, sau tự mà đi chơi nhá. Thời tiết hôm nay lại vẫn khắc nghiệt các bạn. Ui. Cứ nghĩ đến cái thời tiết mùa hè của miền Bắc này mà đến sợ luôn. Mình đang mang mấy con chim ra ngoài này treo cho nó là hót ở ngoài líu lô các bạn. À, dạo này rất nhiều chim khuyên về với cái khu vườn của mình luôn. À, nói đến nhiều chim về đây thì mình lại tổ chức có khả năng hôm nay lại cho mấy chú chim chờ lại bữa ăn từ thiện tí nhỉ. Nhà đang dạo này đang rất chi là nhiều chuối mà chim khuyên thì lại về rất chi là nhiều nữa các bạn nhé. À, vui đấy. Cái kiểu như là về mùa này các bạn là chim hàng chim bổi nó nhiều ấy. Qua cái mùa sinh sản nhiều chim bổi nó về chơi với khu vườn của mình và chim của mình nó líu một chút xíu là những con chim khác nó cũng về. Các bạn thấy đấy, có một con chú chim non đấy, nó cũng thấy vui vui thì nó về thôi, rồi nó thấy những con khác ở trong lồng cứ mổ rồi lại xẻ thì là nó cũng về thôi. Thế là thành ra nó thành một cái tập tính vui thôi, cho nên là mình cũng chả tiếc thì chúng nó mấy quả chuối để chúng nó về đây cho nó vui các bạn này. Líu lô ở trong vườn. Đây, cứ treo lên đây. Riêng chào mào mấy này, khuyên thì nói về chuối này thì nó một cái đam mê rồi. Còn ở trên cái bể nước của mình ấy, mình từng kể với các bạn ấy, nó về nó tắm nhiều lắm. Mấy người đến chơi cứ bảo là mua keo bẫy về để bẫy. Mình bảo chả bẫy làm gì cả. Cứ cho chúng nó tắm rửa thoải mái. Tiền anh không có nhưng mà chuối nha anh đây. Cái em cứ đến ăn rực rỡ. Ok. Đã xong mẻng này. Còn mấy quả này là cho ra hướng kia. Cái con khuyên mồi này các bạn này, mình vẫn cứ treo ở ngoài này. Mình bẫy được thật sự là rất chi là nhiều luôn. Nhưng mà bẫy được toàn thả ra thôi. Chả hiểu sao nó lại hư đến thế. Làm như vậy thì không biết là con nó phải là tốt hay không. Thế nhưng mà mình cứ đặt lên đây thôi. Sập vào cái chốc lại cứ thế là nhấc cái bẫy ra. Đấy. Thứ nhất là vừa cho con khuyên của mình nó tập sự này. Mà vừa thứ hai nữa là cũng chỉ vì cái đam mê thôi. Cứ bẫy chim xong lại thả thôi. Các bạn có tin không? Nếu như mà có một con khuyên mình cũng từng buộc một cái sợi chỉ vào chân ấy, buộc sợi chỉ vào chân nhỏ thôi. Khoảng độ mình nhớ là 2 hay 3 ngày sau ấy. Mà nó lại sập vào bẫy tiếp các bạn thì chứng tỏ là nó không có sợ đâu. Đấy. Mình nghĩ rằng là nó sợ thế nhưng mà hóa ra mình cứ thử làm một cái phép ví dụ như thế nhưng mà cuối cùng chúng nó không sợ, lại vào luôn. Đấy. Ở đây líu lô nhá. Yến ơi, ra đây tắm, nhanh lên. Ra đây. Ui giời ơi, nghịch thế. Đi ra đây để tắm. Anh là anh hư lắm nhá. Anh hư lắm nhá. Có vào tắm không? Nhanh lên. Đi nhanh lên. Ok. Nhanh lên để tắm.
Ấy, 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 không phải chỗ đấy đâu, không phải chỗ đấy đâu. Hướng này này, hướng này này. Đây, 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 đây. Đi ra đây. Ấy, đấy. Quen dần rồi đấy, nào, đi hướng này, này, này. Đây, đây, vào đây. Rồi, đấy, tắm đi. Xỉa, mát chưa? Anh đây còn nóng thật lực đi này. Còn chưa đi tắm được đây này. Đấy, thoải mái đi. Một đứa nữa đâu rồi? Một đứa nữa chắc lại đi chơi ở đâu, ra lại ra chiêu chó chăng? Còn Lăng lại ra chiêu chó thật đấy các bạn ạ. Bông, đi ra đây, ra cho mát. Bật quạt suốt cả buổi rồi, đi ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây cho mát. Nóng không? À, đêm đến ngủ mình vẫn phải bật quạt đấy các bạn ạ. À, trời miền Bắc thì các bạn biết rồi. Oi, nóng. Tắm còn không cả dám tắm cho bông luôn. Mặc dù các bạn nhìn thấy màu lông nó cũng đã bắt đầu tàn phai rồi. Thế nhưng mà không dám tắm cho đâu. Đấy, ở đây chơi nhỉ, ở đây chơi nhỉ, để anh đi tìm một bạn Yểng nữa. Được chưa? Bông ơi, bông đi ra đây không, Yểng nó bắt nạt. Ôi, Yểng nó bắt nạt. Kia chạy. Ô, hóa ra là Yểng sợ bông. Yểng sợ bông rồi. Bông đang đuổi Yểng. Ôi, bông đuổi Yểng. Bông đuổi Yểng, Yểng sợ quá. Thôi ở trong này tắm đi. Hai đứa tắm đi để anh còn di chuyển vào chỗ mát các bạn. Trở lại với cái con đà điểu của mình ấy các bạn. Các bạn có bao giờ nghe thấy câu là đà điểu này nó là một trong loài chim lớn nhất thế giới không? Chắc là mình nghĩ là sẽ là rất nhiều các bạn sẽ liên tưởng tới loài chim nào và chim nào đúng không? Đúng đấy, theo như báo chí và tất cả các loại giấy tờ người ta ghi là đà điểu này nó là được thống kê là loài chim lớn nhất thế giới đấy các bạn ạ. Không những là lớn nhất thế giới mà nó còn một cái kỷ lục nữa mà các bạn có biết không? Đó là tồ nhất thế giới luôn. không đi ra. Vì sao lại tồ nhất thế giới thì mình sẽ kể cho các bạn nghe. Và cũng rất nhiều các bạn cũng bảo với mình là tuy rằng là con đà điểu này tuy rằng nó to thế nhưng mà óc nó không có nho à. Cho bạn ý ăn đấy các bạn là phải có một cái nghệ thuật thì nó mới ăn cơ. À, thì mình hôm nay mới đang định kiếm bạn cho chú chim đà điểu này của mình. À, mình sẽ cho một bạn ngan vào. Bạn ngan vào ở trong này sống chung với đà điểu. Bởi vì sao các bạn thấy này. Đây, khi phải giả vờ là mình cướp thức ăn của nó thì nó mới ăn. Đây, ở dưới đất thì nó cứ đòi nhặt đây, cứ không nhặt ở trên chảo. À, nếu mà để tự dưng như này thì là bạn ấy không ăn đâu. À, mà có ăn thì cũng ăn rất chỉ là ít. Đấy, thì rất nhiều các bạn bảo là nuôi một con thì cái tỷ lệ thành công nó khó hơn ấy. Thì mình nghĩ đó cũng là một cái đúng thôi, bởi vì là nó không có đối thủ để cướp thức ăn. Thế thành ra là mình cứ phải thế này là các bạn này, cứ phải nhúc thế này này. Đấy thì bạn ấy mới ăn cơ. Tức là trong đầu bạn ấy nó nghĩ rằng là đang có một cái thằng nào đang cướp thức ăn của mình ấy, thì mình phải ăn khẩn trương. Đấy kiểu như thế. Thế cho nên là mà cứ ngồi như thế này để nhử bạn ý thì rất chỉ là mất thời gian. Có lẽ thì mình sẽ phải nhờ đến một bạn ngan, cho bạn ngan vào trong này, cho bạn sống chung ở trong này, vừa ăn cám lại vừa chơi với bạn ý. Đấy các bạn thấy không? Mình cứ cho tay vào như này thì là bạn ấy mổ thôi. Còn nếu mình nhỉ tay đi ra khoảng tầm 1-2 phút là thôi bạn ấy bỏ ăn luôn. Thế thì Điều ơi, anh đón thêm bạn nhé. Đón thêm bạn ngan vào nhé. Gật đi, gật. Đấy, ăn đi. Wow, bạn ngan của mình rất chi là to rồi các bạn này. Trông rất chi là khổng lồ luôn. Rồi, anh nhờ vào đây. Vào đây chơi với đà điểu thôi. Úi giời ơi. Đấy, sợ. Sao? Thôi sợ một tí thôi, không sao cả. Phải có một con ở trong này nó tranh nhau thức ăn với nó thì nó mới yên tâm được các bạn. Các bạn sẽ nghĩ rằng là đà điểu sẽ nhảy vào ngan đúng không? Không sợ đâu, đà điểu lúc nhỏ này không sợ mà con ngan thì nó cũng rất chi là to rồi. À, ở đây huấn luyện đà điểu ăn nhá, nhớ chưa? Ôi nó rỉa cả này, nó rỉa cả đùi này. Sợ. Cứ rỉa đùi ngan rồi, rỉa đùi ngan rồi. Ôi không ổn rồi các bạn. À giờ mình mới nhớ ra, một việc, đó là cái con đà điểu này nó rất chi là thích cái màu trắng ấy. À,
Vì là Hiệp nó cũng bảo mình bảo là cho cái bát trắng vào uống nước ấy, là nó cứ mổ cái thành bát này này. Đấy, hóa ra của mình để ý cũng thế, và con ngan của mình dạo đang màu trắng các bạn ạ. Thử thử theo dõi mình, thử theo dõi xem một chút xem này nào. Nào. Mình cứ thử theo dõi xem một chút các bạn nhé. Sợ mình chỉ sợ là điều nó mổ lông của ngan thôi. Hả? Sao? Nhìn gì? Cả hai đứa đang nhìn nhau à? Căng nhỉ. Nếu mà cứ cho không cho bạn ngan ở đây thì mình mà cứ phải như thế này thì cũng hơi vất này. Đây. Nào. Nào 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 nào. Tiếp tục ăn thôi. Vất đấy. Vất đấy là điều ạ. Vất đấy. Ui, bất thành rồi các bạn ạ. Bất thành rồi. Mình phải cho bạn ngan ra thôi, không thì bạn đà điểu bạn ấy cưới. Cứ mổ khoeo của ngan. Cứ mổ khoeo của ngan không được, không được. Không được, không được. Bất thành rồi các bạn, bất thành rồi. Thôi mình đành phải nhử tay bằng chút xíu này. À các bạn, thôi có lẽ thì mình cũng dừng video ở đây để mình chăm sóc chú đà điểu này của mình một chút xíu, không thì sợ bạn ấy lại đói. Vất vả ghê ấy. Cố gắng là mong sao nó mau lớn các bạn. Chứ cứ thế này thì vất vả lắm. Nếu như có hai con thì nó sẽ ok hơn đấy, mình nghĩ là như vậy.